cái thời điểm hiện Đúng tại vật rồi. giá lên cao nha. Anh ơi, ngày xưa anh biết em ước mong thầm mong một tháng được 10 triệu, bây giờ một tháng 10 triệu em khóc thét, không thể sống được. Phát ngôn của Long Chun, lương 10 triệu một tháng không thể sống nổi, có đáng gây tranh cãi. Mới đây, trong một podcast về chủ đề kiếm tiền online, Long Chun chia sẻ bản thân hiện tại không thể sống được nếu lương một tháng 10 triệu. Lập tức nhiều người cho rằng anh đang nói quá. Tuy nhiên ngay sau đó Long Chun đã giải thích, không phải mình không thể sống được với 10 triệu một tháng, mà với sống tiền này cùng với việc vật giá leo thang, đắt đỏ thì mình phải sống rất co co, chi ly và suy nghĩ thật kỹ trước khi chi tiêu. Anh còn cho biết thêm, số tiền 10 triệu một tháng bản thân sẽ phải tiết kiệm, ví dụ khi muốn đi du lịch cũng không thể, và đó không phải là cuộc sống anh hướng đến. Vì trong quá khứ, nam TikToker từng mong ước bản thân kiếm được 10 triệu một tháng, nhưng ở hiện tại mức sống đã cao hơn, nên đòi hỏi mức thu nhập cũng cần nhiều hơn. Thực tế, cũng có nhiều tài khoản đồng ý với quan điểm của Long Chun. Một bộ phận dân tình cho rằng lời Long Chun nói không hề sai, hoàn toàn đúng với thực tế, bởi không ai muốn sống mà đi mua bất cứ thứ gì cũng phải đắn đo. Mặt khác có người lại cho rằng, mỗi người có mức sống riêng, và việc ở nơi có dịch vụ tốt thì mức lương 10 triệu một tháng không đủ cũng là điều dễ hiểu. Trong postcard TikTok Đức Anh cũng cho biết, 10 triệu có thể sống tốt ở quê, còn khi ở thành phố thì nó quá nhiều thứ để chi tiêu và giá cả cao nên sẽ không đủ. Bạn nghĩ sao về quan điểm này của Long Chun?